Ok, hello chào các bạn nhá. Hôm trước thì cũng có mấy bạn bảo Bình anh ơi, anh quay lại cái cảnh sinh hoạt về buổi tối của các anh em trong team châu Phi cho bọn em xem với. Hôm nay là mình sẽ quay lại cái cảnh sinh hoạt cho các bạn xem nhé. Đấy, thì cũng như thường lệ cũng giống như mọi ngày đấy, tầm vào buổi chiều 5:30, 6:00, 6:30 là về tất cả anh em tập trung vào nấu ăn tối, mỗi người đứng chân một tay. Hôm nay thì là mình lại có một cái món rất là đặc biệt đấy. Đây là mua từ trên thành phố xuống, mua trên thành phố xuống các bạn nhé, để chiêu đãi anh em, tẩm bổ cho anh em. Anh làm vừa thôi, nó vỡ. Anh làm gì? Lát nó vỡ nhỉ? Khi nào ăn thì khi nào bắt đầu vào ăn thì bắt đầu mới biết được cái sự đặc biệt của nó nhá. Nhưng mà trứng này để mai pha tôm. Tôm gì mà tôm? Trứng đấy anh luộc hết thì dở. Anh mai để bỏ vào đập ít để rán. Không. Để rán. Anh rửa đi, anh rửa đi. Cho bạn bắt đầu rau. Luộc hết này. Lấy cái đánh sạch đi. Đánh gì? Lấy cái rẻ sắt đi. Anh đánh sạch đi, xong rồi cho ít mì chính vào ấy. Luộc vào cái gì ấy. Cho mì chính vào, lấy nước này xong rồi để chăn làm canh luôn. Không, bỏ đi một tí ăn, một tí mình chấm mấy anh nhau. Bỏ đấy nhờ. Để cho ít nước thôi. Thế lấy ôi, cùng ca vào bếp được cái. Lời nhất nhà mày. Bên gọi là bên gì nhỉ? Bên ẩm thực, cứu ẩm thực. Cái gì đấy? Chuyện gì đây mà? Chưa chín. Thò tay vào. Mày luộc trứng gà cho anh em ăn bằng này. Chào các bạn nhá, mình tên Hùng Ca. Toàn các anh. Chào các bạn nhá, mình tên Linh Lim. Toàn các anh em xa vợ là hôm nay là một chưa chiêu đãi. Nhưng mà anh em từ. Đưa đôi rồi rồi, để cái đồ này để em đun nước thì chó ăn. Nước tắm. Lạnh các bạn ạ, phải đun nước để tắm, giờ tắm nó lạnh. Mỗi người một công một việc, người thì là quan là thấy chứ. Các bạn thấy rồi, nhưng mà anh chưa nói. Nhưng mà nhìn đây làm gì? Để đấy cứ luộc cho. Giờ này giờ đói bụng rồi. Ôi đôi đi làm nên bạn vừa về. Còn món gì nữa nhỉ? Phan hầu đi nấu ác ấy. Bác không phải đảo đảo này, sau là cứ... Ok rồi, cho các bạn mình tên Phật. Ôi anh ơi, đổ. Đây. Một tay lạc cái này, ít không, hai tay đi đây. Để em ăn lỡ đổ cái bọc lên. Cho có thể cho thêm mùi. Mày có mấy đồ không? Rau gì nhờ? Xử lý nhé. Mày thịt nhá. Thôi, không, vỡ bếp. Thôi, đừng. Rồi chị nó để cho anh mà ăn nhau. Trời ơi, chả tánh nhau. Trời ơi, cả buổi tối đều có thân nhau. Anh còn chả tin vào tay anh, anh tin vào tay em. Được rồi anh ạ, thấy không? Chết đây. Con cái này chín được rồi đấy, chín được rồi. À, gà xào, thịt gà xào dứa. Món này của anh Tiến à? Đâu. Anh Hậu. À, món này của anh Hậu. Đây là anh Tình đang đi cắt dứa các bạn. Dứa này là hôm nay là... ấy. Tình thương, mình thương. Đốt rồi rất rồi. Nhiều ơi, thịt nhiều hơn thịt thôi. Như này thì gọi là dứa xào thịt gà. Dứa xào thịt gà đúng không? Là nó dứa xào thịt bò, nhưng nó có thịt bò, thịt xào ra. Rồi. Ôi dứa còn ngọt đấy. Để chờ đến một lúc nữa là lên mâm, dọn mâm để xem là anh em có gì bất ngờ không? Đi đây, nói thăm thăm đi đây. Thôi à. Ui giời, trứng gà lơn. Em cho mấy cái bất lọc mới đẩy cho này. Này các bạn này. Đâu, cái này là tí cho vào đây xào gà. Xào gà. Đâu, rồi, ok. xào gà. Ok các bạn nhá. Đây, đi làm về mệt cái ngủ luôn đây. Mặt mũi phờ phạc đây. Đến bữa ăn là phải gọi dậy đây. Hay là ngủ đi. Ngủ đi. À, ngủ đi. Đâu, ngủ đi, tí nữa đấy. Tí nữa dậy ăn sau. No gì, con hết đâu mà sợ. Giờ cơm đi.
Trúng được chưa? Được rồi. Cơm đây, cơm ra. Đưa vào đấy, nhờ. Đưa, em thử thử cái. Chọc qua đây chị. Đừng chứ dọc tí nữa ăn không thì nó được. À đây, gắp được này, được này, anh đây. À cái này trượt, Quay vẫn sống. Vớt lên cái môi vớt ra đấy. Nhưng mà bằng này trứng thì ăn bao giờ hết rồi. Đây, anh có một cái sốc nữa. Đây, các anh em xa vợ là sẽ hôm nay bồi bổ cho con trứng với trứng. Không làm thế thì chết tôi à? Sao vợ bồi bổ con trứng ấy các bạn? Chết tôi. Trứng. Đã vừa mới có một nồi trứng như này thì chỉ có toang. Toang đến nơi rồi. Trứng toàn trứng. Trời, ui. 50 quả mà, anh tiền mua đi. 50 quả cơ anh? 50 quả, hôm nay là ăn cho trứng thử bữa luôn. Ăn trứng là no luôn. Hả? 50 quả. 50 quả. Nếu mà không đủ 50 quả chứng tỏ chưa ông Linh giấu. 50 quả thì thôi, đến 40 mấy thôi, đến là 50 quả. Ăn 4 cái đảm quả. 4 đảm. Ngủ dậy mắt mở hết. Chiều sơi 2 quả thôi. Thế là chiều sơi 2 quả thôi. Chiều luộc 2 quả sơi thôi. Mới cũng chuẩn đấy chứ. Thôi còn chờ làm gì chút nữa đi. Thế nên mà chẳng vừa ta ăn mần mâm mề. Anh không về. Bữa ăn mần mâm. Cái gà này cho ra 2 đĩa đi. Thử em thế. Em anh cũng gây mê bay quá mà. Mê bay quá. Mỗi anh mê bay quá được không? Ăn cả mông. Mỗi người mê bay quá. Cứ lại xía đi múc xía đi. Chào anh Điệp. Mê bay quá thì cho 50 quả thì hai người làm sao mà đủ được. Để ăn cho vui đây, anh nói anh ăn cho vui. Cái này là ăn cho vui thôi. Ăn cho vui, ăn cho mà thớt được, lấy coca uống mà. Uống đi, uống cho đi luôn vui gì, uống đi coca đi, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vui thôi. 7, 8, mấy người ạ? 7, 8. Là, được đấy là nhắm 17 quả này thế đây. Con nên phải thêm khoảng 3, 4 quả này. Không, bây giờ chỉ vào là mỗi người là hai chai bia bắt đầu ăn. Để bảo đưa cho anh tiền về để con lên 6 múa thì con đi bình đường. Mà bộ ca bây giờ là 2, 4, 6, 8, 10, mỗi ông 5 quả. Linh 3 quả thôi, ăn 2 quả buổi chiều rồi. Ai nói? À, Linh ăn 2 quả rồi, thế thì 2 quả thôi. Bia ra cho tin. Hả? Anh ơi, lấy cái tô hay lấy cái gì đây để đựng quả nghe. Giờ cho em đeo bà này. Ở đây, chào lấy, chào đi. Quách đâu không? Chào đi. Ok, hello, chào bạn, mình tên Quang Trung. Ai chẳng biết tên là Quang Dũng mà lại mình tên Quang Dũng. Thôi, chào bạn, để bữa ăn ngon rồi kìa. Thôi, để cũng cho ăn. Gà luôn. Rồi, bỏ chưa? Vậy. Gọi ăn cái đi, gọi ăn cái đi. Ôi, tức cực đấy. Không không? Ô, thì trong két đấy mà lấy cái không đấy từ từ đã thì lấy cái lấy cái gì để vỏ à để vỏ đây ok các bạn nha, hôm qua đi chợ tình cờ là cũng mua được một ít trứng gà mà hình như là nó không đạt tiêu chuẩn để nở không đạt tiêu chuẩn để nở nhưng mà nó là nộn rồi ăn là rất là có nhiều chất dinh dưỡng đạm bổ hôm nay là bổ sung các chất vitamin cho anh em. Ủa, lê lê chanh nhờ. Tuyệt vời đấy, ngon đấy. Thôi, mình có đâu rắm đi. Có chứ. Đầy đủ ấy. Trứng này là, ở bên này là chỉ có trứng gà lộn thôi, chứ trứng vịt lộn thì lại không có. Bởi vì là vịt rất là hiếm. Vịt nhắm cỏ mà. Vì mua vịt. Nếu mà mua được trứng vịt lộn thì đã đưa về bản để ấp. Nhưng mà trứng này cũng hỏng gì. Hỏng á? Không phải hỏng. Không đâu. Không đủ tiêu chuẩn để nở nữa. Kiểu như là không quan trọng ấy. Đúng nghe đó, trồng. Đừng đổ đấy, đừng đổ đấy. May quá là may mắn là gặp được ở lô đấy. Đây là mỗi người làm một chai bia xong rồi để cho đầy bụng cái người ăn trứng sau. Ai nói? Hả? Ăn thế thì vô Goga thì lấy một ăn cho nó. Ăn trứng xong mới uống bia ra đâu. Không, uống bia xong ăn trứng. Thế giờ cho nó no đây, không thì tí nữa ăn lại thiếu. Không thì vừa ăn vừa uống đi. Hiểu một đứa. Một mình... 5 quả ngồi mà thử. Một mình Linh Mì Hùng có em ăn 17 quả cơ mà. Đó là ăn nữa. Năm quả là cũng phải từng đấy. Gà như từng vịt lộn có bán được. Không thì bây giờ anh em mình có từng gà nhỏ ăn được. Bây giờ anh em gà ăn được. Vịt lộn bây giờ mình cũng ăn thi đi. Thôi thì đừng thôi đừng ăn thi. À, ăn thi hết đấy không đừng ăn thi. Từ cái đầu cùng quay phim đi ăn thi hết. Các bạn đây thôi. Nói chung là các cái loại trứng kiểu như bên này là rất hiếm nhá. Em đi cực kỳ hiếm luôn. Đấy.
Mà anh em Vinh sang bên này ăn trứng gà lộn bao giờ chưa? Em chưa, mới được ăn trứng này thôi. Trứng gì? Gà bình thường á? Ui đúng không? Đấy. Thế ra Vinh tưởng thế ra lô 17 đi. À, lô 17 luôn. Lô 17 ngay đây. 17 ngay đấy. 17 ngay. Tưởng lô 17 vong. Thế là ít có ít trứng nên là mọi người là bình tĩnh nhá. À. Anh làm thế này là dở rồi. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Các bạn ăn nhá. Bình lộn là phải có rau răm. Cái này đào nhiều lắm đấy. Anh em ăn xong bữa trứng vịt lộn ngày hôm nay thì ngày mai là có sức khỏe để ra nhiều video. Chứ đừng đêm nay mất ngủ. Cậu này chắc chắn là mất ngủ đó. Nghi hùng ca ca là mất ngủ là đầu tiên này. Cậu này sợ mất ngủ. Ở bên Việt Nam thì ít ăn trứng gà lộn nhỉ? Không có. Có nhá. Nhưng mà ngon nè. Vịt lộn ngon đấy. Cuối tuần vui vẻ. Bữa cơm cuối tuần nha các bạn nhá. Đó, ăn ba kiểu surprise chứ. Ăn gì ăn gì ăn chơi vui à? Ăn mừng ba kiểu surprise đấy. Ba kiểu surprise đâu? Đấy, mới trứng người ta mua lên. Ba kiểu surprise là trứng mua lên, buồn cười thật. Ngon này, ngon chà phép à? Ngon thật. Thôi kìa. Ừ. Đúng. 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 Ôi. Trời bắt rau để bảo ăn bao giờ cho hết. Rồi. Thiếu gừng nữa nhỉ? Có lá gừng nữa đẹp. Gừng ngoài đi. Gừng cậu ngoài. Có. Có mấy gà rồi. Anh học nhìn gì anh? Mọi người đang nắm được người anh kìa. Cái đó anh có. Rít ba gừng. Đúng. Giúp về đập hai quả ăn rồi. Cứ ăn ba đựng thôi. Anh nói đúng rồi. Đủ lắm mấy quả. Vừa bảo là đến nhìn qua tới 4 quả. Mà mình biết ăn hai quả rồi. Đấy là hay. Lâu lắm rồi phải nắm ăn ra lâu đấy. Thôi cái bình tĩnh thôi nè. Cắt cái đồ này còn gì hiếm bao giờ ấy. Nhờ. Hải sản. Ôi ai à. Đấy. Đấy. Chỉ gõ gõ cái đầu thôi. Nhưng mà anh đây, ngồi đàng hoàng hướng. Từ từ bình tĩnh nào. Thôi. Rồi, yeah. Ngoan đấy Điệp ơi. Điệp là thèm này chứ. Chạy nữa, cái dài chạy nữa đến áo này. Tí nữa rồi là quay tiếp. Không thì là Điệp Caramel thì nóng ruột rồi các bạn. Rồi, ta máy tí quay tiếp ra đấy. Hết nước rồi. Uống hết sạch nước. Ok các bạn nhé. Thì là sau cái bữa ăn tối đấy thì là anh em sẽ ngồi đây trò chuyện một lúc rồi là để triển khai công việc cho ngày mai. Sau khi mà họp xong vào buổi tối đấy, gọi là ngồi trò chuyện xong ấy, thì là ai sẽ là vào việc của người đấy. Đấy, mỗi người là ôm một cái máy tính làm trong nhà, đóng vào cửa để cho yên tĩnh. Mình thì mình không làm nên là mình ngồi ngoài để chờ. Rồi bây giờ là sẽ đi vào trong khu sản xuất video nhé. Xem và bây giờ đây. Bây giờ đang là 10 rưỡi rồi. Ui, hò quá. Làm gì mà hò thế? Này. Đi phía đi về. Các bạn đang sản xuất video. Giấu gì cứ bật lên. Thôi, giấu video này. Hùng ca ca đây. Đây là máy của Hùng ca ca. Đi đây. Đây là máy máy của Linh Philip. Hôm nay giới thiệu máy từng người một nhá. Đây là máy của Đông Pao Lù. Đấy, Đông Pao Lù về rồi. Đây là một Quang Dũng này. Linh là bị nhốt ở trong góc kia. Chui trong một góc. Đang bị tai nghe là không nghe tiếng đâu. Đây, không nghe tiếng đâu. Cứ kiểu ngồi xem video là cười không. Không biết gì, không để ý bên ngoài đâu, đang tập trung các bạn ạ. Thường thì là những cái video ở đây mạng yếu lắm thì là phải mất khoảng tầm khi mà làm xong ấy, video tầm 15 phút thì đăng phải mất được tầm 1 tiếng là 1 tiếng. Có hôm nào mà mạng nó cực yếu thì là sẽ không đăng được 4 tiếng. Rất là 4 tiếng hoặc là sẽ không đăng được. Nhiều hôm là cũng không đăng được vì mạng rất là yếu. Thì thường thì anh em sẽ làm video đến khoảng tầm 11, 12 giờ xong là sẽ gen rồi đăng video mất khoảng 1-2 tiếng nữa thì
trung bình thì mỗi ngày là đến tận 2 giờ sáng mới được đi ngủ, 2-3 sáng mới ngủ nữa, cũng vất vả. Thôi mình cũng xin dừng video ở đây, không nói nữa để cho anh em tập trung làm, không thì mai lại nộp tùng phèo hết lên cả. Đây chờ tí đi, mình ra mình đứng. Chào các bạn. Chào các bạn, em ăn đi. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Chào các bạn đi. Ok. Em mình đi ngủ đây. Đấy, cuộc sống của anh em diễn ra vào lúc từ 6 giờ tối cho đến 2 giờ đêm là như thế. 8 giờ sáng. 8 giờ sáng đến ngủ rồi. À, đến ngủ rồi 8 giờ sáng. Và 8 giờ sáng ngày hôm sau đã dậy là chuẩn bị là lên bản để làm cho đến lại tận đến 6 giờ tối để sản xuất video, rồi là để giúp bà con trong nông nghiệp. Rồi ok, chào các bạn nhé, xin chào.